Welcome to lời giải hay.com. Our lesson today is Unit 8 A Closer Look 2. Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Và bài học ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu đó là phần Unit 8 A Closer Look 2. Hôm nay thì chủ điểm ngữ pháp của mình sẽ là Relative Pronouns which, who and whose. Những đại từ quan hệ, which là cái mà, who là người mà và whose là người mà có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào khung remember, ghi nhớ. Who and which are relative pronouns. Who và which là những đại từ quan hệ. They are used after a noun to show which person or thing we are talking about. Chúng thường được sử dụng phía sau một danh từ để cho thấy người nào hoặc là cái nào mà chúng ta đang nói đến. Who refers to a person and which refers to a thing. Who thì nó sẽ đề cập đến một người và which thì nó sẽ đề cập đến một vật. For example, I know a girl who works as a tour guide in Singapore. Tôi biết một người con gái, người mà làm việc với vai trò là hướng dẫn viên ở Singapore. Thì ở đây mình thấy cái đại từ quan hệ who là người mà này, nó đang thế cho cái danh từ girl ở phía trước ha. Rồi, tiếp theo, I'm reading a travel brochure which I picked up in Japan. Tôi đang đọc một cái quyển tạp chí du lịch, cái mà tôi lấy ở Nhật Bản. Vậy thì cái đại từ which là cái mà ở đây mình đang thay thế cho cái a travel brochure. Rồi, sau khi mà mình đã tìm hiểu xong cách dùng của who và which thì mình sẽ cùng nhau nhìn vào bài tập ở phía bên dưới. Underline the noun or noun phrase in each sentence that which or who refers to. Hãy gạch chân danh từ hoặc là cái cụm danh từ ở trong mỗi câu cái mà which hoặc là who đang đề cập tới. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn. Number 1. People who travel abroad usually use travel apps. Những người mà đi du lịch nước ngoài thường sử dụng những cái ứng dụng du lịch. Vậy thì cái đại từ quan hệ who người mà của mình nó đang thế cho danh từ phía trước đó là people, những cái người đó ha. Rồi, number 2. The brochure which you can get free at the airport is useful for your stay in Bangkok. Nghĩa là cái tài liệu quảng cáo, cái mà bạn nhận miễn phí ở sân bay thì rất là hữu ích cho cái thời gian nghỉ của bạn ở Bangkok. Vậy thì cái mà which ở đây nè, nó đang thay thế cho cái tài liệu quảng cáo du lịch đó, cái brochure phía trước ha. The brochure. Number 3. Is this the video which explains some new trends in tourism? Đây có phải là cái video cái mà giải thích một vài cái xu hướng mới ở trong ngành du lịch hay không? Vậy thì cái mà ở đây nó đang thay thế cho cái the video ha. Number 4. Could you recommend to me a local tour guide who can speak English? Bạn có thể giới thiệu cho tôi một người hướng dẫn viên địa phương, người mà có thể nói tiếng Anh được hay không? Vậy thì ở đây who của mình là người mà, nó đang thế cho cái người hướng dẫn viên địa phương ha, a local tour guide. Number 5. They want to visit a city which is famous for its rich history. Họ muốn đến thăm một thành phố cái mà nổi tiếng với lịch sử phong phú dồi dào. Vậy thì which là cái mà ở đây nó đang thay thế cho một thành phố ha, a city. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang đến activity number 2. Underline the correct relative pronoun for each sentence. Hãy gạch chân đại từ quan hệ đúng cho mỗi câu. Number 1. This is the brochure which or who provides the information you need for your visit to Beijing. Đây là cái tài liệu quảng cáo, cái mà cung cấp thông tin mà bạn cần cho chuyến đến thăm Beijing. Vậy thì ở đây mình đang thấy cái vị trí của mình á, nó sẽ là một đại từ quan hệ thay thế cho the brochure là cái tài liệu du lịch. Vậy thì á, ở đây đó là vật nên mình sẽ dùng đại từ quan hệ là which ha. This is the brochure which provides the information you need for your visit to Beijing. Number 2. ABC is the company which or who won the best travel agency award last year. Rồi, trước cái vị trí của mình đang là the company là công ty, đó là vật nên mình sẽ dùng là which ha. Vậy thì cả câu của mình á, mình sẽ có là ABC is the company which won the best travel agency award last year. ABC là một cái công ty cái mà đã giành được giải thưởng là đại lý du lịch tốt nhất của năm ngoái. Number 3. The elders, which or who are not good at using online apps, prefer package tours. Rồi, mình có đại từ quan hệ nằm ở đây. Nó sẽ thay thế cho đối tượng là the elders, là những người lớn tuổi. Vậy, ở đây mình sẽ là người, nên mình sẽ dùng là who ha. The elders who are not good at using online apps prefer package tours. Những người lớn tuổi, người mà không giỏi về việc sử dụng ứng dụng trực tuyến, thì họ sẽ thích những cái chuyến du lịch trọn gói. Number 4. A hop on hop of bus which or who runs from here every hour is the fastest way to visit a city. Rồi, trước cái vị trí của mình á là a hop on hop of bus, nghĩa là một cái xe buýt, hop on hop of. Vậy thì ở đây nó là vật nên mình sẽ dùng là which ha. A hop on hop of bus which runs from here every hour is the fastest way to visit a city. Một cái chuyến xe buýt hop on hop off, cái mà chạy từ đây mỗi tiếng đồng hồ, là cái cách di chuyển nhanh nhất để thăm thành phố. Number 5. Food tourism is for tourists which or who want to explore the unique dishes of a place. Rồi, vị trí ở đây á là đại từ quan hệ, nó đang thay thế cho tourist là những du khách, là người, nên mình sẽ dùng là who. Food tourism is for tourists who want to explore the unique dishes of a place. Du lịch ăn uống là dành cho những du khách, người mà muốn khám phá những món ăn độc đáo của một nơi. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity number 2. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau di chuyển đến khung remember tiếp theo. Kiến thức tiếp theo mình sẽ học đó là whose. Whose is a relative pronoun. It is used to show possession by people and things. Whose là một đại từ quan hệ. Nó được sử dụng để thể hiện sự sở hữu bởi một người hoặc là vật. For example, the man whose book you are reading is my friend. Người đàn ông, người mà có quyển sách bạn đang đọc là bạn của tôi. Thì whose ở đây á, nó đang thay thế cho the man, người đàn ông, và của cái người đàn ông đó ha. Nên đối với whose thì mình có thể dịch là người mà có. Theo sau whose của mình á, do nó đang sở hữu nên theo sau nó sẽ là một danh từ book. We visited a city whose houses are painted in different bright colors. Chúng tôi đến thăm một thành phố, cái mà có những ngôi nhà được sơn với những cái màu sắc sáng sủa khác nhau. Rồi, vậy thì whose nó sẽ thay thế được sở hữu cho cả người và vật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng để làm bài tập số 3. Complete each sentence with who or whose. Hoàn thành mỗi câu với who là người mà, hoặc whose người mà có. Number 1. Mr. Minh will guide us on our Gucci Turner tour is on his way. Rồi, ở đây câu này thì mình thấy cái vị trí trống của mình đang cần một chủ ngữ. Vậy thì mình sẽ điền đại từ quan hệ đó là who. Who là một đại từ quan hệ để thay thế cho chủ ngữ, và theo sau who sẽ là một động từ. Will của mình đang là động từ này. Vậy thì cả câu là Mr. Minh who will guide us on our Gucci Turner tour is on his way. Nghĩa là ông Minh, người mà sẽ hướng dẫn chúng ta trong chuyến tham quan địa đạo Củ Chi, thì đang trên đường đến đây. Number 2. This is the writer. Book travel on $50 a day is my favorite travel guide. Rồi, ở đây mình đang đề cập đến người này. Tuy nhiên thì đằng sau á của mình là book là một danh từ. Vậy thì lúc này mình sẽ điền đại từ quan hệ là whose ha, người mà có. This is the writer whose book travel on $50 a day is my favorite travel guide. Đây là nhà văn, người mà có cuốn sách travel, di chuyển với $50 một ngày, thì là một cái cẩm nang du lịch ưa thích của tôi. Number 3. My son is a huge fan of Taylor Swift is on a music tour to see her in concert. Rồi, ở đây mình đang thay thế cho người là con trai của tôi này. Theo sau đó là một động từ là is, và chắc chắn mình sẽ dùng đại từ quan hệ là who để làm chủ ngữ. My son, who is a huge fan of Taylor Swift, is on a music tour to see her in concert. con trai của tôi, người là một cái người hâm mộ to lớn của Taylor Swift, thì đang trên đường đến một cái chuyến du lịch âm nhạc để xem cái buổi hòa nhạc của cô ấy. Number 4, Hà Giang. Beauty and history are appealing is a must go in my tour list. Rồi phía trước mình có là Hà Giang, phía sau á, beauty and history là một cụm danh từ. Vậy lúc này mình sẽ dùng cái đại từ đó là whose ha, nơi mà có, cái mà có. Hà Giang, whose beauty and history are appealing is a must go in my tour list. Hà Giang, cái mà có vẻ đẹp và lịch sử thu hút thì là một cái địa điểm phải đi trong cái danh sách du lịch của tôi. Number 5. While traveling, my father often spends time talking with the locals. Stories, he says, are interesting about the land we are visiting. Rồi, ở đây thì mình có phía trước là chỉ người này, locals là những người địa phương. Rồi, và phía sau của mình story là một danh từ. Vậy lúc này mình sẽ dùng đó là whose, người mà có những câu chuyện ha. While traveling, my father often spends time talking with the locals whose stories, he says, are interesting about the land we are visiting. Trong khi đi du lịch thì ba của tôi thường dành thời gian để nói chuyện với những người địa phương, người mà có những câu chuyện mà theo ông ấy nói thì rất là thú vị về mảnh đất mà chúng tôi đang đến thăm. Rồi, vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity number 3. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau di chuyển đến activity number 4. Match a clause in A with a clause in B to make a complete sentence. Hãy nối một mệnh đề ở cột A với một mệnh đề ở cột B để tạo nên một câu hoàn chỉnh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào cột A trước ha. Cột A, câu 1. Don't forget to visit the National Air and Space Museum. Câu này mình sẽ dịch là đừng quên ghé thăm bảo tàng hàng không và vũ trụ quốc gia. Rồi, number 2, yesterday I phoned Pierre. Ngày hôm qua thì tôi gọi cho Pierre. Number 3, there I could see the Reunions Hall. Ở đó thì tôi có thể nhìn thấy cái căn phòng đổ nát ha. Number 4, could you recommend a local tour guide? Bạn có thể giới thiệu một cái người hướng dẫn viên địa phương. Và number 5, we were lucky to meet some artisans. Chúng tôi rất là may mắn để mà gặp được một vài người nghệ nhân. Rồi bây giờ mình sẽ sang đến cột B. Cột B của mình thì các em nhìn qua thì mình sẽ thấy hầu hết tất cả đều là đại từ quan hệ. Có whose, có who, which và whose. Rồi, vậy thì mình quay lại, who của mình là thay thế cho người và nó sẽ đóng vai trò là chủ ngữ. Theo sau nó sẽ là một động từ. Yeah. Whose thì thay thế cho cả người và vật, thì dịch là người mà có, cái mà có. Còn which của mình sẽ thay thế cho vật và theo sau nó sẽ là một động từ hoặc là cả một mệnh đề. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch cột B. A. Whose products are on display at the handicraft shows. Nghĩa là những cái gì đó, những cái sản phẩm của người đó đó thì đang được trưng bày ở cái buổi trưng bày đồ thủ công. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ nối được với câu number 5. Câu number 5 mình đang đề cập đến artisan là những người nghệ nhân này, và sản phẩm của họ ha thì được đang trưng bày ở cái buổi đó. Vậy thì câu của mình sẽ là 5A. We were lucky to meet some artisans whose products are on display at the handicraft show. Là chúng tôi đã thật sự may mắn khi mà gặp một vài nghệ nhân, người mà có những sản phẩm được trưng bày ở cái buổi triển lãm đồ thủ công. Rồi câu B mình có who knows a lot about the history of this area. Người mà biết rất nhiều về lịch sử của khu vực này. Vậy thì nó sẽ liên quan đến cái người hướng dẫn viên. Vậy thì ở đây mình sẽ nối được với câu number 4. Và who ở đây đang thay thế cho a local tour guide. Rồi, vậy thì number 4 mình sẽ nối với B này. Could you recommend a local tour guide who knows a lot about the history of this area? Bạn có thể giới thiệu cho tôi một người hướng dẫn viên du lịch địa phương, người mà biết nhiều về lịch sử của khu vực này không? Câu C, which appeared in the film Chan Ever. Cái mà xuất hiện ở trong cái bộ phim này. Vậy thì ở đây number 3 thì mình sẽ thấy which cái mà xuất hiện. Và ở đây nó đang nói đến vật. Và ở đây mình sẽ nhìn vào câu number 3 thì mình thấy đó là cái ruinous home, là cái căn phòng đổ nát ha. Nên mình sẽ nói 3C. There I could see the ruinous home which appeared in the film Chan Ever. Ở đó thì tôi có thể nhìn thấy cái hội trường đổ nát, cái mà xuất hiện ở trong cái bộ phim này. Câu D. Whose breathtaking collection is a must to see. Cái này whose là người mà có, hoặc là cái mà có này. Vậy thì cái mà có một cái bộ sưu tập ngoạn mục là một cái mình phải ghé thăm hoặc là không thể bỏ qua. Vậy thì đó là number 1D. Lúc này whose này đang thế cho cái museum này. Don't forget to visit the National Air and Space Museum, whose breathtaking collection is a must to see. Đừng có quên ghé thăm bảo tàng hàng không và vũ trụ quốc gia, cái mà có bộ sưu tập ngoạn mục mà không thể bỏ qua. Câu E. Who is arranging accommodation for our stay in Paris? Người mà sắp xếp chỗ ở cho việc ở lại của chúng ta ở Paris. Vậy thì người mà, thì ở đây mình còn lại câu number 2 nè, nó đang thế cho Pierre. 2E. Yesterday I phoned Pierre, who is arranging accommodation for our stay in Paris. Ngày hôm qua thì tôi đã gọi cho Pierre, người mà sắp xếp chỗ ở cho chúng ta ở Paris. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong activity number 4. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang đến activity number 5. Work in pairs, discuss and finish the sentences. Hãy làm việc theo cặp, thảo luận và hoàn thành các câu. Ở đây chúng ta có 5 câu và đề bài đã cho mình một cái mệnh đề đầu tiên rồi. Nhiệm vụ của mình sẽ là điền vào để một cái câu của mình nó hoàn chỉnh theo sau những cái đại từ quan hệ mà đề đã cho sẵn. Rồi, ở đây thì mình sẽ cùng nhau lướt qua cả 5 câu trước. Number 1. Sương Đòn is now a world famous destination for travelers who. Sương Đòn là một cái địa điểm nổi tiếng thế giới cho những du khách người mà. Number 2. I'm personally against tours which. Tôi, theo cá nhân tôi thì tôi sẽ phản đối những cái chuyến đi cái mà. Number 3. We share a holiday home with 2 Germans who. Chúng tôi chia sẻ nhà ở trong cái chuyến đi với 2 người Đức người mà. Number 4. I bought a city map which. Tôi đã mua một cái bản đồ thành phố cái mà. Và number 5. Most travelers prefer working with 2 guys who. Hầu hết những du khách thì họ sẽ thích làm việc với những cái người hướng dẫn viên, người mà. Rồi thì ở đây tùy vào ý của các em để các em có thể điền được một cái câu hoàn chỉnh của mình ha. Thì ở đây cô có chuẩn bị sẵn gợi ý 5 câu. Chúng ta sẽ cùng nhau điền. Rồi, ở đây number 1. Sơn Đoòng is now a world famous destination for travelers who. Đây thì Sơn Đoòng là một cái địa điểm nổi tiếng trên thế giới cho những cái người đi du lịch, người mà. Vậy thì ở đây cô sẽ điền là người mà thích khám phá hoặc là thích phiêu lưu. Vậy nó sẽ là who like khám phá phiêu lưu của mình sẽ là adventure. Sơn Đoòng is now a world famous destination for travelers who like adventure. Number 2. I'm personally against tours which. Cá nhân tôi thì chống lại những cái chuyến đi cái mà. Vậy thì theo cô thì cô sẽ điền là cái mà không có tôn trọng cái phong tục và truyền thống địa phương. Vậy là which don't respect phong tục địa phương là local custom and traditions. I'm personally against tours which don't respect local custom and traditions. Number 3. We shared a holiday home with 2 Germans who. Chúng tôi đã chia sẻ ở chung nhà nghỉ dưỡng với 2 người Đức, người có niềm đam mê đi bộ đường dài giống với chúng tôi. Vậy thì người mà có nè cái niềm đam mê đi bộ đường dài á, sẽ là hiking enthusiasm. Hiking enthusiasm giống với chúng tôi sẽ là match. Giống với chúng tôi sẽ là match hours. Và hours ở đây có s là một cái đại từ sở hữu ha, nó thay thế cho our enthusiasm. We share a holiday home with two Germans whose hiking enthusiasm match ours. Number 4. I bought a city map which tôi đã mua một cái bản đồ thành phố, cái mà bao gồm những cái tuyến đường giao thông công cộng ha, include tuyến đường giao thông công cộng của mình nó sẽ là public transportation route. I bought a city map which included public transportation routes. Number 5. Most travelers prefer working with tour guides who. Hầu hết những cái du khách thì họ thích làm việc với những cái người hướng dẫn viên, người mà thân thiện và hiểu biết ha. Who are. Thân thiện của mình nó sẽ là friendly and hospitable, knowledgeable. Most travelers prefer working with tour guides who are friendly and knowledgeable. Hầu hết du khách thích làm việc với những hướng dẫn viên người mà thân thiện và hiểu biết. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity number 5. Vậy thì tóm lại thì ở trong phần A Closer Look 1 này thì chúng ta đã học được về ngữ pháp, cách dùng ba đại từ quan hệ which, who và whose. Đối với which thì which thay thế đối tượng là vật, theo sau nó có thể là một động từ hoặc là một mệnh đề. Who của mình là đại từ quan hệ thay thế cho người, theo sau who sẽ là một động từ. Và whose là đối tượng có thể thay thế cho cả người và vật. Mình có thể xem đó là một cái sở hữu. Rồi, vậy là cô và các em đã hoàn thành xong các yêu cầu của phần Unit 8 A Closer Look 2. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.